Sáng ngày 18 tháng 10, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đáng chú ý, trong số 397 vị này có Quang Linh Vlog, tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đại biểu Quang Linh đại diện cho kiều bào Angola, vừa được Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Quang Linh, người sáng lập kênh Quang Linh Vlog Cuộc sống Châu Phi, chia sẻ với báo chí sau khi được hiệp thương cử. Anh Quang Linh cho biết đây sẽ là một vinh dự lớn lao mà bản thân tôi chưa từng nghĩ đến. Anh nói sẽ cố gắng hơn nữa, làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài để không phụ lòng tin tưởng của mọi người.